Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với video bài học tiếp theo. Video này tiếp nối của video trước là chăm sóc khách hàng sau bán. Thì video này tôi sẽ nói sâu hơn một chút nữa về khái niệm là kỹ năng chăm sóc mối quan hệ khách hàng lâu dài. Tức là như thế nào ạ? Ở đây thì chúng ta sẽ cần phải chăm sóc khách hàng một cách lâu dài để duy trì mối quan hệ này một cách lâu dài và trở thành thậm chí là khách hàng trọn đời. Thế nào là khách hàng trọn đời? Ví dụ cả một đời người ta sẽ sử dụng sản phẩm như vậy, có đúng không ạ? Hay là khách hàng người ta rất là trung thành với sản phẩm và dịch vụ của chúng ta, họ đi theo chúng ta bởi vì chúng ta quá là chuyên nghiệp, chúng ta quá là ân tình và chúng ta quá là gì ạ? Chăm sóc họ rất là tốt. Tôi lấy ví dụ như là tập đoàn Vingroup, đúng không ạ? Thì họ đã có thể xây ra được một hệ sinh thái các sản phẩm và dịch vụ để bán cho khách hàng của mình. Thí dụ từ lúc đẻ ra là các bạn đẻ trong bệnh viện Vinmec, đúng không ạ? Lớn lên một chút, các bạn đi học, các bạn học ở Vinschool, các bạn sinh hoạt, tiêu dùng, các bạn vào Vinmart, sắm đồ thời trang, các bạn vào Vincom, đúng không ạ? Các bạn xây dựng gia đình, mua nhà, các bạn vào Vinhome, đi nghỉ dưỡng thì các bạn vào Vinpearl. Đó, và rất nhiều những cái Vin khác nữa mà chúng ta được biết, đúng không ạ? Như là Vin Ecom mua hàng trực tuyến, Vin Retail bán lẻ, Vin DS đấy. Rồi thì Vin Tata, Vin Fast, đủ các loại Vin chúng ta mua hết tất cả các sản phẩm của họ. Bởi vì họ đã tạo được một cái uy tín thương hiệu ở trên tập đoàn của tập đoàn rất là lớn dành cho thị trường Việt Nam. Thế thì đó chính là cái cách chúng ta sẽ xây dựng cái mối quan hệ khách hàng trọn đời. Và đối với một người làm kinh doanh, một CEO, một giám đốc hoặc là một nhân viên thì chúng ta cũng cần phải hiểu rằng là duy trì được mối quan hệ thân thiết với khách hàng và lâu dài với khách hàng thì sẽ đem lại doanh số tốt cho công ty và giảm cái chi phí marketing. Bởi vì khách hàng hiện tại, khách hàng trung thành mới đem lại lợi nhuận. Còn những khách hàng mới thì chi phí để có được một khách hàng mới bao giờ cũng cao hơn chi phí một cái khách hàng cũ người ta tái mua, người ta quay lại hoặc người ta giới thiệu cho người khác. Đó. Thế thì chúng ta sẽ cần phải để ý một số thứ, đúng không ạ? Thông thường thì một số cái quan niệm sai lầm chúng ta không xây dựng mối quan hệ khách hàng lâu dài đó là chúng ta bán một lần rồi thôi, đúng không ạ? Chúng ta quan hệ gọi là tình một đêm với khách hàng xong là bóc bánh trả tiền là xong, không quan tâm đến chuyện gì nữa. Đấy, ký hợp đồng cái xong là xong luôn, thậm chí cũng chẳng trò chuyện, bởi vì có khi 5 năm nữa, 3 năm nữa anh ấy cũng chẳng mua sản phẩm của mình nữa đâu, nhất là ô tô hay bất động sản. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ như thế, đúng là thế thật. Thế nhưng mà anh ấy có những mối quan hệ bạn bè, anh ấy sẽ giới thiệu cho bạn để người ta bán thêm những cái căn biệt thự khác, bán thêm những cái chung cư khác, bán thêm những cái xe hơi khác. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Cho nên là chúng ta cần phải thay đổi quan điểm mà bán một lần rồi thôi, hay là khách người ta không mua nữa đâu, kể cả trong 5 năm tới là không mua nữa. Chúng ta vẫn nên duy trì mối quan hệ với họ, được chưa ạ? Chúng ta bán rồi mà vẫn chăm sóc khách hàng thì đó là cách chúng ta coi khách hàng như người yêu, đúng không ạ? Bán rồi mà vẫn khiến khách hàng mê mẩn mình, vẫn thích mình, trung thành với mình, đúng không ạ? Thì đó là cách chúng ta đối xử với người tình. Và tất nhiên tôi dùng cái thuật ngữ mang tính hình ảnh để cho nó vui vui thôi, được chưa ạ? Chúng ta có thể làm gì để duy trì cái mối quan hệ này lâu dài? Chúng ta có thể gọi điện thoại, nhắn tin SMS, chat Facebook, comment trên Facebook, trên Zalo, đúng không ạ? Mời khách hàng thỉnh thoảng đi ăn trưa nếu có điều kiện, đúng không ạ? Giúp đỡ các cái vấn đề khác của khách hàng, quan tâm đến cái cuộc sống, đời tư và công việc của họ một chút. Đấy, chúng ta coi khách hàng như là bạn bè thân của mình, những người thân trong gia đình, những cái người tình bằng hữu, đồng chí của mình. Để mình sẽ làm gì ạ? Mình chăm chút cho họ, đúng không ạ? Bằng những cái dịch vụ và những cái sự tận tâm của mình thì chúng ta sẽ không bị mất khách hàng. Khi mà có đối thủ khác đến cướp thì sẽ không bị mất, bởi vì họ có ân tình với mình, đúng không ạ? Thế rồi thậm chí chúng ta còn được thêm những khách mới, bởi vì chính các khách hàng cũ họ sẽ giới thiệu cho chúng ta. Bởi vì chúng ta làm ăn uy tín, chúng ta chăm sóc, quan tâm đến họ rất là nhiều. Đó. Một cái giải pháp nữa đó chính là chúng ta có thể tạo thêm các cái giá trị gia tăng khác cho khách hàng của mình. Đó, tôi lấy thí dụ như là các bạn dạy tiếng Anh cho học sinh, đúng không ạ?
thì các bạn có thể hỗ trợ học sinh làm toán, mặc dù trung tâm của bạn chỉ dạy tiếng Anh thôi. Thế thì bạn có thể thuê các cái giáo viên của các trường sư phạm, hoặc là các cô giáo, các thầy giáo, hoặc các bạn sinh viên, hoặc là các bạn học sinh giỏi, đúng không? Các bạn có thể là làm tutor, tức là nên làm cái người hướng dẫn, trợ giảng cho cái chương trình học toán, học văn, để có nhiều thời gian học sinh sẽ học tiếng Anh của bạn. Đấy tôi gọi là tạo thêm các giá trị gia tăng cho khách hàng. Hay là ví dụ như chúng tôi là Crowdspace, bán giày dép trẻ em, đúng không ạ? Thì chúng tôi có thể tạo thêm giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách như nào? Chúng tôi có thể là đổi giày cũ lấy giày mới cho khách hàng. Chúng tôi có thể là thực hiện các dịch vụ bảo hành giày dép, sửa chữa giày dép cho khách hàng. Đấy, đánh giày cho khách hàng, ví dụ như thế, đúng không ạ? Hay là chúng tôi có thể là hướng dẫn cho các khách hàng bán hàng, kiếm tiền để giúp cho cuộc sống của họ tốt hơn. Hoặc chúng tôi có thể là tạo ra các cái chương trình hội thảo nuôi dạy con, đúng không ạ? Cách thức du học, vân vân, để tạo thêm các giá trị gia tăng. Và chúng ta có thể kết hợp với các cái đối tác của chúng ta để cùng khai thác, để giảm chi phí xuống. Đó chính là cái cách chúng ta sẽ duy trì mối quan hệ khách hàng lâu dài. Chứ còn chúng ta cứ nghĩ là bán xong là xong. Có rất 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 nhiều các sản phẩm và dịch vụ trên thị trường hiện nay, gần như bán dứt xong một cái là người bán không còn quan tâm đến người mua, không bao giờ đoái hoài, kể cả những sản phẩm đắt tiền. Đấy, thực tế là đang là như vậy. Thì cái đấy là cái cách người ta gọi là tình một đêm đấy. Và đấy là cái cách chúng ta mất khách hàng nhiều nhất, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta luôn luôn lo lắng đi cào tìm kiếm những khách hàng mới để chúng ta bỏ qua những khách hàng cũ, đúng không? Chúng ta có thể là tham gia vào các cái vấn đề cá nhân của khách hàng, như tôi nói đấy, đúng không? Công việc kinh doanh của họ. Vâng, Phan Anh bán giày thôi, nhưng mà Phan Anh có thể giúp họ trong cuộc sống là anh chị kinh doanh, đúng không? Tôi có rất là nhiều kinh nghiệm về bán hàng, tôi có rất nhiều kinh nghiệm về marketing, về online, về Facebook, tôi có thể giúp anh chị. Đó chính là cách chúng ta sẽ tham gia vào khách hàng, cái công việc riêng của họ. Như vậy họ sẽ rất là thích, họ thân thiết với mình và họ sẽ ủng hộ các sản phẩm của mình lâu dài. Đó. Rồi thì những cái chuyện gia đình của họ, đúng không ạ? Như là con cái, đấy, chuyện vợ chồng, chuyện tình cảm, đấy, mình có thể là hỗ trợ cho họ bằng những cái cách là khi mà gia đình có việc, đúng không ạ, ma trai hiếu hỉ chúng ta có mặt, chúng ta thậm chí là không phải có mặt theo kiểu là cho nó có, chúng ta phải rất là sâu sát, chúng ta phải coi đấy là công việc của mình, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ thấy là khách hàng họ sẽ nhìn nhận vào những điều đấy, bởi vì chúng ta là anh em, chúng ta là bạn bè. Thế rồi ví dụ như con họ lên lớp, chúng ta thưởng cho cháu một cái món quà, rồi cho cháu đi du lịch, rồi thì cháu lên lớp 10 thì định hướng để cháu đi du học hay học trường này trường kia, giúp cháu ôn thi, tức là mình giải quyết hết những vấn đề của khách hàng. Tất nhiên tôi nói đây là về mặt lý thuyết, còn trong cái điều kiện thực tế thì nó tùy thuộc vào năng lực tài chính và định hướng của CEO, của ban giám đốc đối với cái việc chăm sóc khách hàng. Bởi vì càng chăm sóc kỹ thì cũng sẽ kéo theo chi phí của doanh nghiệp sẽ bị cao lên một chút. Nhưng tôi khẳng định rằng việc chăm sóc khách hàng sau bán và chăm sóc để mối quan hệ thêm bền chặt, thêm lâu dài là một giải pháp, là một kỹ năng mà một người làm sale, một công ty chúng ta cần phải hết sức quan tâm và đầu tư thích đáng, được chưa ạ? Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng công nghệ Internet, các cái giải pháp online marketing, Facebook marketing, Zalo, email marketing, sale web, đúng không ạ? YouTube, vân vân. Chúng ta có thể làm như vậy. Đấy, cho nên tôi nói là cái mảng online marketing là một cái mảng rất rất quan trọng. Nó là một cái mảng mà giúp một bạn không biết gì trở thành king of sale, một người xuất phát điểm rất thấp có thể trở nên giàu có. Tôi đã giúp cho rất nhiều người như vậy. Tôi dám khẳng định với anh chị, từ năm 2012 đến nay, tôi dạy hàng nghìn học viên Facebook marketing, digital marketing, sale online rất nhiều. Và tôi chứng kiến những điều đó, tôi rất là vui, đúng không ạ? Như vậy tôi xin phép kết thúc cái video này nói về cái việc chăm sóc khách hàng để duy trì mối quan hệ lâu dài. Đầu tiên là chúng ta phải xác định là chúng ta phải có quan điểm như thế. Thứ hai là chúng ta phải xây dựng quy trình, hệ thống, phần mềm, con người. Thứ ba là chúng ta phải đào tạo nhân viên, chúng ta vung tiền ra chúng ta làm. Thứ tư là bản thân chúng ta là những người làm sale, chúng ta phải chủ động chăm chút họ, đúng không ạ? Đấy, tôi kể một cái câu chuyện trước khi kết thúc video này là một bạn làm sale bất động sản. Bán được một căn nhà cho khách, và sau khi bán được cho khách xong, khi khách về nhà mới, họ đến chúc mừng. Khi khách đóng nội thất, họ tìm cho khách hàng những cái
đơn vị cung cấp nội thất đẹp nhất, giá rẻ nhất có thể, đúng không ạ? Thế rồi thì vào những ngày sinh nhật của khách hàng thì họ gửi hoa đến công ty của khách hàng. Đấy, họ mời cả công ty đi ăn, đi chơi. Đấy, họ duy trì mối quan hệ rất tốt với chị khách hàng đó, với anh khách hàng đó và với cả các cái nhân viên và các cái đồng nghiệp trong cái công ty của cái cơ quan đó. Và từ một cái người làm chứng như vậy, họ sẽ lan tỏa. Thì đấy chính là cách của một kinh nghiệm sale, cách của một người sẽ thành công trong kinh doanh và trong bán hàng, được chưa ạ? Vâng, Phan Anh rất vui được chia sẻ với các anh chị và các bạn những kinh nghiệm ít ỏi của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.